Chào anh Nhật, xin chào các bác. Em giới thiệu các bác một con máy lọc khí Daikin Colt bên em vừa về nhé. Một con model đời mới cao 2019. 2019 này là bên Nhật gần như là họ chỉ dùng lướt qua rồi. 2019 luôn. MCK55 series máy 0797. Một con Daikin, gọi là Daikin Việt Nam mình gọi là Daikin Colt vì nó hình vuông kiểu này, ngang này, con này cao khoảng 60 phân. Con này dùng được cho phòng khoảng 40 mét vuông đổ lại. Mẫu mã thiết kế gọn sang trọng, đặt ở trong phòng khách hay phòng ngủ đều rất là đẹp các bạn ạ. 2019 nhé. Con này em đấu biến áp điện 220V rồi. Máy sử dụng rất là dễ thôi. Trên máy các bác nhìn này, có công nghệ timer khử khuẩn này. Đấy, đèn báo các cái chế độ lọc, tốc độ lọc, mùa, báo bụi mịn. Đây, mình chuyển các cái chế độ này các bạn này. Đây, rất dễ dùng nhé. Đây, mùa ẩm các kiểu. Nói chung là con này thì không có gì phải giới thiệu nhiều cả vì nó quá là dễ dùng rồi. Bên này là phần bình nước mùa ẩm này các bạn này. Đấy, khi mà trời hanh khô các bạn muốn mùa ẩm các bác cho nước vào nhé. Đây, màng tạo ẩm này rất là đẹp, mới luôn. Nền màng than này mới tinh rồi con này, 2019 mà. Còn đây là màng HEPA của nó như mới các bác nhá, như mới luôn này, cực đẹp luôn. 2019. Cái chiếc này em bán là 2.900.000, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu con máy lọc khí đẹp, đời cao, sang trọng, lọc bụi mịn 2.5 PM, tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, khử khuẩn, bảo vệ sức khỏe người thân trong gia đình. Các bác sắm một chiếc nhé, giá thành bây giờ nó khá là hợp lý, quá rẻ luôn, 2.900.000 mã số 2. Các bác nhé, chào các bác.